Chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã đến với kênh YouTube của Định Cư Uy Tín Victory. Mình là Khoa, mình là chuyên viên tư vấn của công ty Định Cư Uy Tín Victory. Hôm nay Khoa xin chia sẻ với anh chị nhà đầu tư một chủ đề cũng khá là thú vị về một quốc gia bên châu Âu, và cụ thể hơn á là quốc gia Malta. Thì các nhà đầu tư đang quan tâm làm như thế nào để mua được quốc tịch ở Malta, có dễ hay là khó? Thì Khoa xin chia sẻ với anh chị nhà đầu tư như sau. Yêu cầu đối với nhà đầu tư và điều kiện mua quốc tịch ở Malta đều không khó so với các chương trình định cư khác như là ở bên Mỹ hay là bên Canada, nhưng cũng đã được hưởng những quyền lợi tương đương như vậy. Thì ngoài ra, theo cam kết của chính phủ á, thì thời gian thực hiện của chương trình mua quốc tịch ở Malta này chỉ kéo dài từ 8 cho đến 12 tháng thì đã có được thẻ thường trú nhân trong tay cho các nhà đầu tư và gia đình rồi. Chính vì thế cũng dễ hiểu vì sao năm 2022 này có nhiều gia đình đang hướng đến chương trình định cư mua quốc tịch ở Malta thì để có thể là sở hữu được chất lượng cuộc sống tốt hơn ở châu Âu. Thì nếu so sánh khi mua quốc tịch ở các nước châu Âu khác, có thể nói rằng mua quốc tịch ở Malta là quốc tịch rẻ nhất hiện nay. Thì Victory tin tưởng rằng chương trình định cư Malta sẽ cung cấp tấm thị thực vàng châu Âu tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến giấy phép cư trú tại châu Âu. Những thông tin này có thể thay đổi tùy theo luật cư trú của chính phủ Malta. Nhà đầu tư anh chị đang quan tâm về định cư châu Âu này hay là Malta thì có thể liên hệ với Victory qua số hotline như sau. Đội ngũ của Victory sẽ liên hệ cũng như là cập nhật những thông tin chính xác nhất cho anh chị. Em xin cảm ơn ạ.